Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính quyền và các cấp ngành đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân vùng dân tộc thiểu số về luật hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra ở các địa phương. Morai là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sa Thầy. Xã có hơn 73% dân số là người dân tộc thiểu số. Đời sống kinh tế khó khăn, người dân đa số bận công việc nương rẫy nên ít quan tâm đến việc học tập, tâm sinh lý của con cái. Đây chính là lý do khiến công tác phòng chống tảo hôn của địa phương gặp nhiều khó khăn. Kết quả rà soát năm 2021 trên địa bàn xã có 9 trường hợp kết hôn trước tuổi quy định. Thì có những hộ gia đình đó là họ ngủ lại rẫy, rồi có những cái đưa con, đưa cháu ở ngủ ở rẫy, rồi làm vòng công đổi công nhau thì các cháu lại ở gần, rồi nảy sinh cái tình cảm sớm, cho nên thì sau đó thì sẽ quyết định là yêu nhau rồi lấy nhau, dẫn đến cái việc tảo hôn. Nó khó khăn nhất là cái chỗ lứa tuổi nhỏ đấy, nó không thể nhận thức được. Cái này nó cũng liên quan đến cái phong tục đấy. Thì là gia đình bố mẹ nó cũng phải khổ nhọc vì con cái, bởi vì là lúc mà trẻ nhỏ này sinh đẻ này không đủ tuổi, nó nhiều khi nó không bảo đảm về cái cuộc sống của trẻ sơ sinh nữa. Đấy, cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Đầu năm 2023 đến nay, huyện Cờ Mờ Lông ghi nhận 14 trường hợp tảo hôn, trình độ nhận thức hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết về pháp luật, tập quán lạc hậu là những nguyên nhân khiến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn khá phổ biến tại địa phương. Trên địa bàn huyện là trên 85% là người đồng bào dân tộc số. Cái địa hình trên địa bàn huyện bị chia cắt. Đó, từ đó là trong quá trình tuyên truyền, trong công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết là gặp nhiều khó khăn. Và đặc biệt là trên địa bàn huyện là có một số em là hay đi làm ăn xa, rồi đi theo bố mẹ lên nương rẫy, cho nên là trong quá trình tuyên truyền vận động để mà không tảo hôn trên địa bàn là gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn là một vấn đề đáng lo ngại của xã hội. Song hiện nay thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Kon Tum có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đa số người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu vùng xa, nên công tác truyền thông phổ biến kiến thức pháp luật hôn nhân, gia đình còn nhiều bất cập. Rào cản về ngôn ngữ là một yếu tố khiến cho việc tiếp cận truyền thông gặp nhiều khó khăn và không đem lại hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, trình độ dân trí nhận thức của người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Việc thiếu kiên quyết trong quản lý đăng ký kết hôn của chính quyền địa phương, sự tồn tại của các hủ tục, tập quán lạc hậu cũng là những nguyên nhân khiến công tác phòng chống tảo hôn gặp nhiều khó khăn. Qua rà soát đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, tính đến tháng 10 năm 2023, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn 24 trường hợp tảo hôn và một trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Sự tồn tại của một số cái phong tục, hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Vấn đề thứ hai nữa là cái công tác tuyên truyền của chúng ta trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì cái hiệu quả chưa cao. Thứ ba là cái sự can thiệp của chính quyền địa phương trong vấn đề xử phạt hành chính vi phạm, các trường hợp vi phạm luật hôn nhân gia đình thì vẫn chưa được mạnh mẽ, chưa được cương quyết. Cái sự quan tâm của gia đình đối với con cái thì chưa được quan tâm đúng mức, nhiều lúc cũng có tình trạng là buông lỏng. Đấu tranh bài trừ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống rất cần sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện sát sao của các cấp ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.